Giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng, tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô lần thứ 10 năm 2023 đã khởi động. Sức hấp dẫn của sân chơi này luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bước vào mùa thứ 10 với hơn 1.000 vận động viên so tài, đặc biệt năm nay, ban tổ chức đã mời một số tỉnh thành lân cận thành phố Hà Nội tham dự, khẳng định sức hấp dẫn của một giải đấu dành cho học sinh sinh viên thủ đô và cả nước. Giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng, tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô năm 2023 diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Với những ý nghĩa đặc biệt này, giải năm nay lan tỏa và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao của thế hệ trẻ, phát huy năng khiếu, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường, giữa các học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên. Các vận động viên sẽ được cọ sát, so tài với nhiều đối thủ hơn để từ đó phát huy được sức mạnh cá nhân và tập thể, rèn luyện sức khỏe, sức trẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, từ đó thêm động lực để học tập, phấn đấu, góp phần xây dựng thủ đô và cả nước. Lễ khai mạc giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô năm 2023 sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Long Biên, lô TH05, khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Giải sẽ bế mạc vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.